Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957 cùng với Đại tướng Tô Lâm đã khẳng định vai trò lãnh đạo xuất sắc trong cả quân đội lẫn chính trị. Là một vị tướng có uy tín cao, Đại tướng Lương Cường được dư luận các tướng lĩnh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng ủng hộ mạnh mẽ. Uy tín của ông trong quân đội được đánh giá cao với gần 50 năm trong quân ngũ, từ một chiến sĩ trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc cho đến vị đại tướng chỉ huy toàn quân. Ông đã chứng minh năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược trong nhiều thập kỷ. Đại tướng Lương Cường không chỉ nổi bật trong một vai trò lãnh đạo quân sự mà còn là một nhà chính trị sắc bén, được đánh giá cao về khả năng điều hành và lãnh đạo. Ông thể hiện một tinh thần trách nhiệm cao, khả năng gắn kết nội bộ quân đội, tạo nên sự đoàn kết mạnh mẽ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Những kinh nghiệm phong phú và sự hiểu biết sâu rộng về địa chính trị quốc tế giúp cho ông có cái nhìn toàn diện, sắc sảo rất cần thiết trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang xoay chuyển không ngừng với nhiều diễn biến phức tạp và xung đột diễn ra trên toàn cầu. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, nguyên là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch nước nhờ vào bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo quân đội và quản lý chính trị. Việc xem xét khả năng của ông trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của chủ tịch nước là điều quan trọng để đánh giá sự phù hợp và năng lực lãnh đạo của ông. Trong bối cảnh hiện nay, các nhiệm vụ của chủ tịch nước rất đa dạng và phức tạp, đòi hỏi một người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, kỹ năng quản lý cao và khả năng đối phó với nhiều tình huống khác nhau. Việc công bố hiến pháp, luật và pháp lệnh cũng như đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về hệ thống pháp luật và quy trình lập pháp của Việt Nam. Với kinh nghiệm quản lý cấp cao cùng với sự am hiểu về pháp luật tích lũy trong nhiều năm, Đại tướng Lương Cường có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ này. Ông có thể đảm bảo công việc công bố các văn bản pháp luật diễn ra một cách kịp thời và đúng quy định, đồng thời có thể đánh giá các pháp lệnh để đề xuất xem xét lại khi cần thiết, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của các văn bản pháp luật. Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quan trọng như Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi khả năng đánh giá con người, đưa ra quyết định phù hợp với yêu cầu và lợi ích của đất nước. Với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo trong quân đội, nơi mà việc đánh giá và bổ nhiệm các cán bộ phải diễn ra một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, Đại tướng Lương Cường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Ông có khả năng đánh giá các ứng viên một cách khách quan, công tâm, dựa trên năng lực, phẩm chất, khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ đề nghị Quốc hội bầu miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chánh Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các chức danh tư pháp khác cũng đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về hệ thống tư pháp và quy trình xét xử. Mặc dù Đại tướng Lương Cường không trực tiếp làm việc trong ngành tư pháp, nhưng những kinh nghiệm lãnh đạo và hiểu biết về các nguyên tắc pháp lý, về quy trình quản lý nhà nước của ông cũng có thể giúp cho ông thực hiện tốt nhiệm vụ này. Khả năng đánh giá và bổ nhiệm các chức danh tư pháp đòi hỏi sự minh bạch, công bằng với uy tín cao trong quân đội và đảng. Đại tướng Lương Cường có thể đảm bảo rằng các quyết định của ông được đưa ra dựa trên tiêu chí công bằng quản lý. Với nhiệm vụ thống nhất lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thì đây có lẽ là lĩnh vực mà Đại tướng Lương Cường có lợi thế vượt trội. Nhờ vào kinh nghiệm gần 50 năm trong quân ngũ và sự am hiểu sâu sắc về quốc phòng an ninh, nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Quốc hội Quốc phòng An ninh đòi hỏi khả năng lãnh đạo toàn diện, khả năng đánh giá tình hình và ra quyết định chiến lược. Đại tướng Lương Cường với kinh nghiệm lãnh đạo quân sự và hiểu biết sâu rộng về các vấn đề quốc phòng thì chắc chắn hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai trò này một cách xuất sắc. Ông có thể đảm bảo việc phong thăng giáng chức quân hàm cấp tướng, bổ nhiệm miễn nhiệm các vị trí quan trọng trong quân đội, cũng như đưa ra các quyết định quan trọng về tình trạng chiến tranh, tổng động viên hoặc tình trạng khẩn cấp trong vai trò chủ tịch nước. Việc tiếp nhận đại sứ và quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ, cũng như quyết định đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế là một phần quan trọng trong nhiệm vụ ngoại giao. Điều này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về tình hình quốc tế, khả năng đánh giá các mối quan hệ quốc tế và khả năng thương thảo ngoại giao. Mặc dù Đại tướng Lương Cường có nền tảng chủ yếu trong quân đội, nhưng ông cũng đã từng tham gia nhiều hoạt động ngoại giao quân sự và có hiểu biết nhất định về chính trị quốc tế.
khả năng đánh giá tình hình quốc tế và kỹ năng đàm phán của ông sẽ giúp cho ông quyết định phê chuẩn hoặc chấm dứt hiệu lực các điều ước quốc tế một cách thận trọng và có lợi cho đất nước. Xét về tổng thể, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực để đảm nhận hầu hết các nhiệm vụ của Chủ tịch nước. Ông có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc phòng nhờ vào kinh nghiệm và sự am hiểu sâu rộng về lĩnh vực này. Với những đóng góp và uy tín đã được khẳng định, Đại tướng Lương Cường được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch nước trong giai đoạn mà đất nước cần một người lãnh đạo có khả năng định hướng và giữ vững ổn định. Ông được cho là phù hợp để đảm nhận cương vị này. Tại họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp tháng 10 là kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Trao đổi thêm về nội dung này, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, phó trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết, theo dự kiến của Trung ương Đảng, từ nay tới hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và chính quyền các cấp. Việc này theo bà Nguyễn Thanh Hải là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến hành tới Đại hội 14 của Đảng. Cũng theo bà Nguyễn Thanh Hải, công tác cán bộ hiện nay được bố trí theo định hướng có lên, có xuống, có vào, có ra, theo yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác và năng lực hoàn thiện nhiệm vụ của từng cá nhân cụ thể. Việc Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng vào ngày 26 tháng 8 thông qua các nghị quyết với tỷ lệ rất cao trên 90%, thể hiện sự gọi là ý đảng lòng dân. Việc kiện toàn nhân sự để đảm bảo cho hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Như vậy, theo thông cáo này, chúng ta có thể thấy Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ chỉ nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến tháng 10, sau đó sẽ kiện toàn vị trí này với chức danh Chủ tịch nước mới. Vậy vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm không đảm nhiệm hai chức vụ như hiện nay? Và ai sẽ là người được chọn làm Chủ tịch nước? Xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu qua video ngay sau đây của Góc Sử Ký nhé! Như chúng ta đã biết, hiện nay, Bộ Chính trị với số lượng ủy viên dao động từ 13 đến 19 người, cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm khoảng 200 thành viên, bao gồm 20 ủy viên dự khuyết, là minh chứng rõ ràng cho mô hình tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhấn mạnh. Mô hình này không chỉ đảm bảo tính dân chủ và minh bạch trong quá trình ra quyết định, mà còn ngăn chặn tình trạng cá nhân độc đoán và chuyên quyền. Với cấu trúc này, không một cá nhân nào có thể tự ý đưa ra những quyết định quan trọng mà không thông qua sự thảo luận và đồng thuận của tập thể. Điều này cũng thể hiện sự khôn ngoan trong việc duy trì sự ổn định chính trị và tránh tình trạng lạm quyền. Trong Bộ Chính trị, 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước được xếp theo thứ tự từ trên xuống thấp, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Các chức danh này thường được phân công cho những cá nhân khác nhau để nhằm đảm bảo sự phân quyền và kiểm soát lẫn nhau. Đây là một phần trong chiến lược lãnh đạo tập thể, nơi mà quyền lực không tập trung vào tay một người, mà được phân bổ cho nhiều người để nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và sự lạm dụng quyền lực và duy trì một cơ chế giám sát nội bộ hiệu quả. Tuy nhiên, gần đây hiếm có nhiệm kỳ Trung ương Đảng nào mà hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước lại liên tục có những biến động nhân sự như trong nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13. Đặc biệt ở vị trí Chủ tịch nước, người giữ vai trò nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Như quý vị đã biết, vào sáng ngày 26 tháng 7, 2021, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành nghi thức tuyên thệ dưới quốc kỳ, chính thức nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Khi đó các đại biểu quốc hội, dư luận cả nước chỉ nghĩ rằng và đang chứng kiến lần đầu tiên một vị nguyên thủ tướng chính phủ được bầu làm Chủ tịch nước. Người dân và dư luận các mạng xã hội lúc bấy giờ chỉ bàn tán về việc ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức. Đó là một bước thăng tiến hay là một bước lùi trong sự nghiệp chính trị của ông, mà ít ai ngờ rằng ông Phúc sẽ trở thành vị Chủ tịch nước đầu tiên xin từ chức. Không chỉ dừng lại tại đây,
Sau đó ông Võ Văn Thường, người lên kế nhiệm ông Phúc, trở thành vị nguyên thủ quốc gia trẻ nhất lịch sử của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng đã nộp đơn xin từ chức chỉ sau một năm giữ ghế chủ tịch nước, khiến cho ông trở thành vị chủ tịch nước có thời gian trải nghiệm ngắn nhất trong lịch sử nhà nước Việt Nam. Và sắp tới đây, danh hiệu đó sẽ không còn thuộc về ông nữa. Bộ Chính trị đã thống nhất, chỉ khoảng 2 tháng nữa, tức là vào tháng 10, Việt Nam sẽ bầu chủ tịch nước mới. Tức là chỉ khoảng 2 tháng nữa, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước. Nhưng lần miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lại khác hoàn toàn so với lần miễn nhiệm của ông Thường. Vì thời gian khi Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm hai chức vụ là chủ tịch nước và Tổng Bí thư được xem là biện pháp tạm thời. Trước đó, sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đảm nhiệm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và chủ tịch nước, nhưng chỉ đến hết nhiệm kỳ Đại hội 12. Sau đó, tại Đại hội 13, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tránh mô hình nhất thể hóa cho thấy sự cẩn trọng của Đảng trong việc phân bổ quyền lực, đảm bảo không để quá nhiều quyền lực tập trung vào một cá nhân duy nhất. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước vào thời điểm này không gặp sự phản đối mà còn được sự ủng hộ của dư luận rất cao. Hiện nay trong Bộ Chính trị, hiếm có ủy viên nào sở hữu uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng như Tổng Bí thư Tô Lâm. Và Tổng Bí thư Tô Lâm cũng hoàn toàn không có ý định thâu tóm quyền lực như nhiều trang phản động đưa tin. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề xuất rút khỏi vị trí chủ tịch nước để nhằm mục đích ổn định tình hình chính trị của Việt Nam. Bởi văn hóa chính trị của nước ta không ủng hộ việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và chủ tịch nước. Dù Đảng ta đã được Hiến pháp năm 2013 quy định là cơ quan lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối với mọi lĩnh vực của đất nước, người dân và các tầng lớp xã hội Việt Nam vẫn rất coi trọng vai trò và hình ảnh của chức danh chủ tịch nước. Vị trí này không chỉ là nguyên thủ quốc gia mà còn được xem là người đại diện cho tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Điều này xuất phát từ lịch sử chính trị của Việt Nam, nơi các vị lãnh tụ huyền thoại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Trường Chinh trở thành biểu tượng của niềm tin và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho quần chúng và nhân dân trong thời kỳ khó khăn. Và cũng có những ý kiến thì cho rằng chức danh nguyên thủ quốc gia được duy trì độc lập, không hòa làm một với các chức danh lãnh đạo Đảng, và Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn điều này. Bởi thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh việc cần nhanh chóng kiện toàn công tác nhân sự tại các cơ quan trung ương và địa phương, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sẽ bắt đầu diễn ra trong nửa năm tới và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, dự kiến diễn ra trong chưa đầy một năm rưỡi nữa. Do đó, quyết định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xin miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước không chỉ là bước đi để phù hợp với văn hóa chính trị, quy định của Việt Nam, mà còn nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sắp tới đây. Đồng thời cũng định hình lại hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước trong nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 14 sắp tới. Như chúng ta đã biết, Tổng Bí thư Tô Lâm hiện đang kiêm nhiệm cả hai chức vụ, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đó có thể được nhìn nhận như một tình thế tạm thời, tương tự như trường hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đó. Điều này có thể xuất phát từ những nhu cầu cụ thể trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần có sự ổn định trong lãnh đạo. Quyết định này có thể là một biện pháp tình thế để nhằm duy trì sự liên tục trong lãnh đạo. Trong quá trình tìm kiếm hoặc kiện toàn chức danh lãnh đạo mới vẫn đang được tiến hành. Việc chưa thể kiện toàn ngay chức danh chủ tịch nước có thể phản ánh thực tế là các quy định tuyển chọn và bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao thường vô cùng phức tạp và cần có thời gian để đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Đồng thời, thông qua đó cũng lựa chọn được người đủ đức, đủ tài, thực sự phù hợp. Hơn nữa, trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, bao gồm các thách thức trong và ngoài nước, việc duy trì một người đứng đầu có kinh nghiệm và uy tín như Tổng Bí thư Tô Lâm để tạm thời kế nhiệm có thể được xem là một biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định. Theo thông báo, kỳ họp Quốc hội tháng 10 sắp tới sẽ tiến hành kiện toàn chức danh chủ tịch nước mới. Điều này mở ra câu hỏi quan trọng về việc ai sẽ là người được lựa chọn để đảm nhận vai trò quan trọng này. Việc lựa chọn lãnh đạo mới không chỉ liên quan đến năng lực cá nhân mà còn phải phù hợp với định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, đồng thời phải có khả năng đáp ứng yêu cầu và thách thức của từng giai đoạn.
Việc tìm người mới giữ chức chủ tịch nước có thể phản ánh một số yếu tố như kinh nghiệm lãnh đạo, khả năng quản lý khủng hoảng, tầm nhìn chiến lược và sự tín nhiệm của các đồng chí trong đảng, và đặc biệt phải là người đủ đức, đủ tài. Như vậy, người kế nhiệm chức chủ tịch nước sẽ phải không chỉ có uy tín, năng lực lãnh đạo mà còn phải có khả năng làm việc hiệu quả trong bối cảnh chính trị, kinh tế đầy biến động như hiện nay. Theo quy định tại điểm 2.4 mục 2 phần 2 của quy định 214 QĐTW năm 2020, để đảm nhiệm chức danh chủ tịch nước, ứng viên cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đồng thời phải sở hữu một số phẩm chất năng lực đặc biệt. Ứng viên còn có uy tín cao, đóng vai trò trung tâm đoàn kết trong Trung ương Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, cũng như giữa các lực lượng xã hội và cộng đồng dân tộc cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, ứng viên cần thể hiện năng lực toàn diện và nổi trội trong mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, cùng với sự hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, quyết liệt trong lãnh đạo và điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao là yêu cầu quan trọng khác. Ứng viên đã từng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các vị trí như bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương và đã tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Trong trường hợp đặc biệt, quyết định sẽ do Ban chấp hành trung ương đưa ra. Vâng, dựa trên những yếu tố trên thì có lẽ người phù hợp nhất cho chức danh chủ tịch nước đó chính là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, nguyên là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và được Quốc hội khóa 15 bầu thì Đại tướng Lương Cường sẽ trở thành vị đại tướng thứ hai của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau Đại tướng Lê Đức Anh, được bầu làm nguyên thủ quốc gia của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây không chỉ là một sự công nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của ông, mà còn là sự lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại ở phần bình luận, nhớ đăng ký kênh. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!